Vâng, xin chào mọi người. À, quên cắm luôn cả cái jack music này vào để lấy tí đường nhạc và test cho nó. Input được không? Máy còn chạy nguyên. À, đang chạy. Dù quên nhau em thủ biến dâm ướng mơ, bờ vai ngây thơ ôm lần đau dối ơ thờ. Quá đường kích tiếng quá mạnh. Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào cả nhà, chào các bạn, các bác, các anh. Hôm nay em tới rồi, giờ là 7 giờ hơn rồi, 7 giờ ngày 11 tháng 11 2020. Em bây giờ mới lại bỏ ra, nay nó bận quá, làm nhiều việc xong rồi còn phải công việc khác nữa, tranh thủ làm cái việc này để em về được mấy con vang cơ. Sáng em làm một con thì gửi cho bác Hải Phòng rồi, chiều nay còn một con vang vang cơ, nhưng con này thì nó khủng hơn một chút. Tôi đầy đủ ra thì những con em mua thì nó khủng hơn, em nói khủng hơn bởi vì là bán cao tiền hơn thì mua cao tiền hơn thì phải bán cao tiền hơn, mấy chục nghìn, đắt hơn mấy chục nghìn ạ. Vâng, thưa với các bác, các anh như vậy không đầy đủ ra thì con này là con vang cơ theo mô đen tiền tuổi em chả biết bao nhiêu, mà mặt nó mặt phay nhôm các bác nhé, mặt nó mặt phay nhôm. Nhưng mà nó hệ vang thế nào mà nhìn nó ghê lắm, nhìn em nhìn thấy nó trần văn tởm lắm. Thế là đầy đủ như vậy thì là em làm nên để đây, đây là đường nhạc, đây là bộ chỉnh ống music này, đây là master cả nhạc cả lời này, đây là echo này, đây là mic 1 mic 2. Đấy, còn đây là đóng cắt AB này, đây là modem này, cắt nhạc cắt nhung này, đây là cái đường modem này này. Đấy, đang... ôi giời, nói nó bây giờ. Cái này nó như nâu nớt đấy các bạn, cái đèn này này. Cái này đóng cắt modem AB này. Đấy, còn cái này nó như nâu nớt đấy. Vàng đấy. Cái này nó như nâu nớt đấy. Tại mạng rồi. Vâng, thế này em cũng xin giới thiệu đến với các bác anh. Cái bên trong của nó ghê lắm các bác ơi, nhìn này. Cái bo của nó khủng không? Nếu chạy xe to thì không nói được nhá. Nhưng mà ui, cái bệ dây của nó tởm không? Nó làm rất ấy nhá. Cái này là zin của nó đấy bác nhá, chứ không phải thay tháo đâu nhá. Vâng, cái này bảo zin nguyên của nó đây, từ cái nắp dậy vào bo nguồn riêng này. Đấy, con vang này mặt mặt phay nhôm, em chưa lau chùi gì, nó còn hơi bẩn tí. Nhưng mà con vang này hay lắm. Con vang mặt phay nhôm này rất là hay. Tiếng mạng chắc lại thôi rồi. Em mà cho cái đường mạng nó quay lên tí cho nó. Ôi trời ơi, mạng đang quay tròn thế này. Nói chết gì nữa. Buồn nhỉ. Quay thì chả làm gì được. Quay thì phải để chờ lúc con nói thôi. Mạng yếu. Vậy tranh thủ lúc này em test qua cái đường alo để gửi đến các bác. Alo, 1, 2. Nhiều quá. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vâng, thưa mọi người, em không sửa chữa gì nhá. Con này em chẳng sửa chữa gì đâu, em về em cho tí dầu. Tức là vặn này có lúc nó ăn, nhưng mà nó ăn nó rột đầy đủ như vậy. Anh em mình chơi nhiều cũng biết rồi. Nó rột rồi em cho vào tí V7 đấy, chẳng dầu gì đâu. Em tháo ra em xịt V7 để xoay đi xoay lại, tí nút nào xoay được nhiều thì nó ăn luôn, còn lúc nào chưa được xoay rột để vào đây thì là nó một sợ ít hôm một ngày thôi. Mai là nó ngấm nó mềm ra hết là nó những cái VR chỉnh nó ra một cái bột. Nó bằng than nó ra một cái bột. Thế là quá trình sâu không sử dụng mà nó bị rột rệt. Anh em mình dùng âm ly thì nó vẫn xảy ra thế. Vạn nó cứ sột xào xệt, thế bây giờ em cho vào tí dầu thế thôi, còn tuyệt đối chẳng sửa gì đâu. Vâng, cũng nói thật, con vang nó hơi mạnh, cái đường tiếng của nó cứ hơi mạnh đấy, con vang này này. Mà nó làm nhìn rất khôn ngoan các bác nhá, rất là nặng ấy, chắc chắn đấy ạ. Vâng, con này thì đắt hơn con kia 50.000. Con này đầy đủ ra mà nói như vậy, con này tháo ra mất nhiều thời gian lắm. Cho nên là đấy mà cũng bảo là núm béo núm giết ở đấy các bác nhá. Nghe vào đấy, nó là núm béo đấy. Đúng, đây này. Đấy, ai bảo là thích núm béo, bản thân nó là núm béo đấy. Vâng, đấy, em cũng xin đầy đủ như vậy. Có nhạc chưa biết chưa, nhạc mạng kém lắm. Đầy đủ đó thì tất cả mọi cái sống hoàn hảo nhé các bác nhé. Không có có nỗi nầm gì, tức là em không sửa chữa, em có cho dầu. Đấy, em phụt V7 vào, đầy đủ như vậy. Con này hình thức còn đẹp, vỏ xem nào.
À, vỏ còn ngon lành đấy các bác ạ. Em mày để cái kính dốc cho nên là nhấc xuống bây giờ nó rơi cái kính. Không ấy nữa. Vâng. Cũng đầy đủ, chẳng có gì nhiều. Em xin làm đoạn video này gửi gắm đến với các bác các anh. Mục đích con này em bán 400 các bác nhé, không bao ship. Em bán 400.000 không bao ship các bác nhé. Rất là hay đấy các bác ạ. Phía bên trong các bác biết là những cái bề dây cổ vàng như thế này đấy, nó có nào nên với cái này là cái keo đấy các bác nhá, chứ không phải đồ bẩn thỉu gì đâu. Cái keo nó gắn cái giấy này để nó chống vào cái vỏ đấy. Đấy còn đường alo alo của nó ngon lành cành nào nữa. Alo 1 2 3 4, alo 1 2, alo. Rất là vang nhại ngon lành cành đào. Vâng, em xin gửi gắm và em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Con này em bán 400.000 không bao ship. Ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em. Ai có ở gần thì hát trong gia đình nói đầy đủ nào. Bây giờ có thế hệ bây giờ thì bảo là thế này thế kia chứ. Con này ghép vào những cái mạch công suất đầu đẩy để nâng tiếng mình hát karaoke gia đình là ngon lành cành đào đấy ạ. Có điều đó bây giờ xã hội nó văn minh mỗi ngày nó mà tân tiến lên thì cứ bảo vang số vang chung rồi là điều chỉnh, nhưng mỗi cái nó có một cái lợi riêng mà cũng có một cái hại riêng đấy. Chứ cũng chả phải, không phải em bán cái đồ đểu này mà em nói, mà nó chẳng phải là đểu, nó chỉ là đồ cũ thôi chứ không phải đồ đểu. Đồ rẻ tiền, đồ qua sử dụng, em bán hàng em chả úp mở gì đâu. Cũng nói bằng thật như vậy. Rẻ thông thường người ta bảo đểu nhưng không phải đểu đâu, nó không phải đồ đểu bởi vì nó cũ thì nó phải đểu. Tức là nó không phải lỗi thời, tiếng âm thanh chất âm của nó ngọt ngào bình thường. Đấy ngon lành bình thường mà sử dụng cho nó là thế thì có điều là bây giờ đời cao là vang số vang chung rồi này nọ kia rồi chống hú rồi này nọ vân vân thì nó cũng có hiện đại lên, điều đó là cũng phải công nhận với nhau chứ mình cũng không thể ấy được, cãi được, nhưng mà chỉ có điều là để mà dùng tạm thời trong gia đình. Con vang này ngày xưa chỉ phải 1,5 triệu, 1,7 triệu đấy, không ít đâu. Con này là con nặng tiền đấy, có điều đến bây giờ thì nó dùng xoa sử dụng thôi thì nó cũ rồi, để phối ghép vào những dàn âm thanh trong nhà các bạn, các bác hát karaoke nó là bình thường chứ không phải là nó như thế nào hết. Vâng, cũng đầy đủ vì con này nó còn chắc đòn hơn. Con trước thì em bán 350. Con này nó chắc đòn hơn bởi vì cái mặt phanh nhôm nó phá, nó bán đồng nát nó cũng được tiền rồi. Nên là người ta lấy em đắt hơn mấy chục, nên em phải bán cao nên là 400.000 các bác nhé. Vâng, ai có nhu cầu sử dụng đến chiếc vang cơ, vang trên, vang cũ xin liên lạc với cho em qua số điện thoại 0982482610 hoặc 0947631743. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng. Thủ tục những cái mua bán cái con này nó ít tiền thế này tốt nhất là cứ chuyển thẳng luôn, đỡ phải COD. Chuyển thẳng luôn đỡ phải COD, bởi vì ngày hôm nay rất nhiều anh em đến lấy rồi, em nay còn con này đẹp hơn. Làm cuối cùng, nau chùi cuối cùng vì phải sửa tivi. Thế nên là con này bây giờ phải làm vì cuối để đêm rồi, muộn rồi. Giờ cũng đói rồi, làm tranh thủ để khoe với các bác các anh, ai là những người có nhu cầu sử dụng đến nó thì xin điện về cho em. Qua số điện thoại 0982482610. Em bán 400.000 không bao ship, ship hàng toàn quốc các bác nhé. Vâng, em xin gửi gắm đến với các bác các anh. Có ai nào thông cảm, ai những người ưa đồ cũ thì giờ điện về cho em. Đồ cũ rồi đồ đã qua sử dụng, đồ rẻ tiền. Nhưng mà đồ nó không phải đồ cũ thôi chứ nó không phải là đồ đểu đâu. Cũng nói đủ luôn như vậy đấy. Cũ thôi chứ nó không phải là đồ đểu đâu nhé. Cũng nói bằng thật như vậy. Đây nó là hàng cũng có tiền đấy. Vâng. Vâng, em xin thành thật gửi gắm đến như vậy, thành thật trình bày với các bác vậy. Ai có nhu cầu liên lạc với cho em. Vâng, em cảm ơn các bác các anh các bạn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Vâng.